Trước đó vào chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2015 đến nay và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Trong mùa mưa bão năm 2015, trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã có 1,7 hectare nhà kính bị cuốn lấp, hơn 170 hectare rau hoa bị cuốn trôi và dập nát. Sương muối cũng đã làm mất năng suất của trên 27 hectare cà phê đang ra hoa của bà con nông dân thôn Mang Liên, phường 7, xã Tà Nung. Trong 6 tháng đầu năm 2016 ở thành phố Đà Lạt, tuy không có diện tích nông nghiệp mất trắng do hạn hán, nhưng do nhiều trận mưa lớn kèm theo gió mạnh, lốc xoáy đã gây tốc mái hơn 1 hectare nhà kính, nhà lưới, hư hại 5 hectare rau hoa. Với tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các đơn vị liên quan và các phường xã thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng. Các địa phương cũng đã triển khai thực hiện việc kiểm tra các hạng mục công trình xây dựng, giao thông thủy lợi, phát quang trên 3.000 mét bờ suối, sửa chữa 8 cầu tạm bắc qua suối, xử lý chặt hạ khẩn cấp 76 cây và cắt dọn hơn 30 cây ngã đổ gây cản trở giao thông. Đối với các công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn, thường xuyên được kiểm tra, kiểm định an toàn, tăng cường kiểm tra, rà soát những khu vực có các công trình đang xây dựng, giao thông để cắm biển cảnh báo và yêu cầu các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp gia cố khắc phục kịp thời. Trong thời gian còn lại của năm 2016, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tăng cường thực hiện với phương châm chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, kiểm tra rà soát cây khô, cây có nguy cơ ngã đổ để có biện pháp xử lý kịp thời, phòng tránh những thiệt hại có thể xảy ra, bố trí lực lượng trực 24/24 trong những ngày mưa bão để theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin, diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, những thay đổi bất thường của thời tiết để người dân chủ động phòng tránh. Tính đến nay, Lâm Đồng chỉ mới có 9 cửa hàng bán xăng sinh học E5 thuộc hai đơn vị chuyên kinh doanh xăng dầu là công ty xăng dầu Lâm Đồng và chi nhánh công ty xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này, cũng như khuyến khích nhiều doanh nghiệp tiếp tục tham gia phân phối xăng E5 trên địa bàn tỉnh,